nhiều đâu. Ông em trông đẹp trai nhở? Nó cắt tóc kiểu gì đấy? Tao chẳng con nữa mày à? Gọi ông chú ơi, cắt tóc của tao. Chú ơi. Mày áo vẩn. Mày biết tao bao tuổi không mà mày em trông gọi tao là non nhầy. Anh này hơn tuổi cháu đấy, mày xưng anh cả đó à? Vâng. Ở ba vẩn, nó 25 tuổi rồi đấy. Lại còn béo tai nữa chứ, đùa ông cháu này. Ông mày cắt cháu nhanh quả tóc lên. Ờ, ông cháu thông cảm nhé, thằng này nó tình nó tiêu tiêu, tao táo làm quả tà đại phòng ông cháu nhá. Ừ, vào việc luôn nhá. Dậy đi ông cháu ơi, xong rồi đấy. Bắt đầu ông chú thiết kế cháu đâu nhỉ? Đấy, ông chú thiết kế cho ông cháu quả tà đại phòng đấy, được không? Được ấy ông chú ạ, nhưng mà cháu nhắc lại nhá, chú bảo nhân viên chú ấy, lần sau ấy đừng có béo tay cháu nữa, không là cháu cho tiệm của chú ấy còn đâu. Ông cháu thông cảm với thằng đệ chú nó vui tính mà. Kia, ra đây tao bảo anh em. Em ơi anh, lần sau nhá, đừng có béo tay anh biết chưa? Vâng em biết rồi. Em ngoan xin này, cho 100. Đấy à, em xin. Giao đừng đùa đấy nhá. Cho chú ơi, co cho chú. Mua 100 là 200 à? Ừ. Ok, thank you ông cháu nhá. Ok, thank you nhá. Lần sau đừng treo anh ý nhá. Ba vẫn ai mà treo. Ờ, bên nhau.